Lô đất này thì thích hợp để anh chị đầu tư kinh doanh nhà xưởng này, hoặc là kinh doanh cây xăng, rất là ok nha anh chị. Hoặc là đầu tư phân lô ở khu vực này cũng rất là ok ạ. Lô đất có hai mặt tiền đường đó. Dân cư ở khu vực này tương đối là đông nha anh chị. Hiện tại thì em có mặt tại quốc lộ 14 thuộc địa phận xã Ea Phang ở huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Từ vị trí này chạy về trung tâm xã Ea Phang là khoảng 2 cây số. Chạy về trung tâm thị trấn thì khoảng 5 cây số nha anh chị. Tại vị trí này ngày hôm nay em giới thiệu cho anh chị một cái lô đất có mặt tiền đường quốc lộ ạ. Trước mặt anh chị là lô đất mà em đang giới thiệu. Lô đất có cái chiều dài mặt tiền đường quốc lộ là 78m, chiều sâu là 80m. Trên đất thì có sẵn 400m đất thổ cư. Lô đất này thì có hai mặt tiền đường nha anh chị, mặt tiền đường lô 2 nữa nhé. Đây chị này. Ranh giới của mình á, là từ cái đường rào bên kia lại cái nhà bên kia. Đất thì tương đối bằng phẳng, thấp hơn so với mặt tiền đường là khoảng cũng tương đối anh chị ạ, khoảng 50 phân. Đây chị này. Đất bằng phẳng lắm anh chị. Ranh giới rõ ràng rồi. Lô đất này thì có hướng là hướng tây. Anh chơi đi. Em xin nhắc lại nhé, lô đất em đang giới thiệu có cái địa chỉ tại xã Ea Phang, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Từ vị trí này thì cách trung tâm trường chợ gần nhất là khoảng 2 cây số, chạy về trung tâm thị trấn là khoảng 5 cây. Lô đất có chiều dài mặt tiền đường 14 là 78m, chiều sâu là 80m. Trên đất thì có sẵn 400m đất thổ cư rồi ạ. Đây em đang dẫn anh chị tới cái mặt tiền lô 2 nhé. Lô đất này thì có hai mặt tiền đường. 80m thì đã trừ lộ giới rồi anh chị. Nên là cái lô đất này thì có thể phân lô trong tương lai. Anh chị này. Đất rất là đẹp ạ. Bằng phẳng. Đứng ở đây nhìn lên thì gần như là bằng mặt tiền đường luôn, nó thấp hơn khoảng 50 phân thôi. Đây là mặt tiền đường lô 2 nha anh chị. Anh chị chỉ cần chạy đi lên đây khoảng 300m là có cái đường nhựa rồi đấy ạ, đường bê tông ạ. Đó. Đây, ranh giới từ chỗ này. Lô đất rất là đẹp anh chị ạ. Lô đất hai mặt tiền đường, rất là vuông vức, bằng phẳng, gần trung tâm trường chợ. Vừa rồi là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868021102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.